Xin chào ban giám khảo Blue Challenge 2024. Mình là Nguyễn Thị Thùy Vân, hiện đang công tác tại Bùng Coffee Supply. Bình cà phê hôm nay mình pha sử dụng hạt Arabica cầu đất giống Catimor ở độ cao 1550m, sơ chế fully wash, mức độ rang lai, kích xay thô. Bình cà phê pha với 15g tỷ lệ 1:15, chia làm 3 lần rót. Nhiệt độ nước ở 93 độ C. Lượt 1 rót 40g. Ủ trong vòng 45 giây. Lượt 2 rót đến 150g. Lượt cuối cùng rót đến 225g. Bình cà phê dự kiến kết thúc ở 2 phút 20 giây. Bình cà phê có hương vị hoa trắng, trái cây nhiệt đới và hậu ngọt kéo dài. Xin cảm ơn ban tổ chức, mình xin kết thúc phần thi của mình.